Rồi, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Quý Bắc Giang trên động cơ xe máy. Rất vui là hôm nay là bên em lại để có một lô máy để thanh lý cho anh em. Đấy, thì cái lô này thì em nhập nó cũng hơi cũ một chút thì bán nó cũng hơi rẻ. Đấy, để anh em phù hợp với túi tiền. Anh em mà mua được thì alo trực tiếp cho em hai số điện thoại nhé, 0364011683. Anh em vừa xem kênh, em vừa đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá, thì anh em mua máy liên hệ trực tiếp điện thoại có Zalo. Đấy, thì bên em cung cấp tất cả máy cũ này, máy mới, phụ tùng xe ba bốn bánh nhá. Đầu máy mới, đầu máy cũ bên em có đầy đủ hết, kho bên em cũng rất là nhiều. Đấy. Rồi, sẽ không mất thời gian xem chờ đợi lâu của anh em nữa thì bên em sẽ giới thiệu cho anh em đầu máy 2,5 triệu và 2 triệu mới lại 3 triệu nó như thế nào. Thì em sẽ lướt qua một vòng nhá. Thì nó máy của tàu này. Sirius chính hãng này, Yamaha chính hãng này, Suzuki chính hãng nha anh em nha. Em lô chính hãng hết. Còn đây là chính hãng cái dòng ấy thì đây. Con này con đầu tiên để giới thiệu cho anh em nhá. Thì là con máy con này là hãng của tàu, bên nào họ sản xuất rất chi nhiều, nó lắp cho dòng CG nhá. Là dòng Suzuki nhá. Đấy. Suzuki. Thì con này nó tháo máy là cũng rất chi là mới. Đấy, hàng rất chi là ngon anh em nhé. Về anh em lắp lên dòng CG này, hoặc là anh em lắp lên dòng Wintracker của SUGL, anh em lắp cái là vừa luôn nhé. Nên là con này côn tay 5 số. Đấy, có hệ thống lọc khí thải rồi tất cả các thứ rất chi là đầy đủ hết anh em nhé. Thì con này giờ bên em đang bán 3 triệu bao ship cả chế hoặc khí luôn anh em nhé. Mã con này H2 màu đen. Đấy. Azu. Anh em xem kỹ đây rồi nhá, thì anh em đừng vào Zalo anh em hỏi con này con H2 cho xem ảnh, thì bọn em tìm lại lâu lắm mới lại ảnh nó không chi tiết bằng anh em xem này. Đấy, em quay chi tiết đây rồi. Đấy, rất chi là chi tiết, anh em xem tận mắt tận tay luôn. Đấy, côn tay 5 số nhá, hàng rất chi đẹp, nó đầy đủ hết cần đạp cần số mới lại chế hòa khí cho anh em nhá. Aozu H2 rồi côn tay. Đấy, con này 3 triệu nhá. Okay. Con này thì bên em đây, thanh lý lốt cho anh em 2 triệu nhá. Con này máy 110 này. Đấy, hàng cũng nó cũng gọi là không phải là zin lắm nhưng mà hàng nó vẫn rất chất lượng anh em nhá. Đấy, hàng chất lượng anh em nhá. Đấy, 2 triệu bao ship luôn cho anh em theo cần đạp cần số chế hoặc khí. Đấy. Rồi, tiếp theo là con thứ 3. Thì lốt đấy cũng là giá 3 triệu rồi. 3 triệu nha anh em nhá, H3. Đây cái tên hãng máy của nó đây anh em nhá. Đây là cái máy là nó sản xuất ra nó cũng khá là chất lượng đấy. Thì máy móc cũng rất chất lượng ngon, nó nhái dòng CG hoặc là Suzuki. Đấy. Con này thì đồ phụ tùng nhất nó cũng dễ kiếm, thay nó cũng dễ mà. Đây anh em nhìn nguyên bản máy móc nhá. Nguyên bản máy móc hết đây anh em nhá. À, đóm là cái dòng CG anh em lắp sang nó ok hết nhé. H3. Con H3. Con này 3 triệu bao ship nhá. Theo cần đạp cần số và chế hoặc khí luôn cho anh em. Rồi, tiếp theo sẽ là dòng Honda. Honda anh em nhá. Con này thì em thanh lý lốt bình thường, nếu máy này là nó đẹp ấy, thì bên em bán 4 triệu một con nhá. Đấy, 4 triệu một con nó sẽ đầy đủ hết. Thì em thanh lý con này bây giờ là 2 triệu rưỡi này. Đấy. 2,5 triệu máy Honda anh em nhé. Cục máy không nhỉ? Được, cục máy không đấy. Mã 19. À, mã 19. Còn hàng nó cũng rất chia đẹp nguyên bản anh em nhé. Và anh em lau dọn lại một chút thôi. Đấy, chỉnh sửa lại điện một chút là ok thôi. Là lổ được, hàng vẫn nguyên bản nguyên zin anh em nhé. Đấy, Honda. Đấy anh em mua anh em mã 19. 19 nha anh em nhé. Honda. Đấy 2,5 triệu thôi. Đấy còn con này nữa. 20. Con này con 20 anh em nhá. Thì giá cũng vẫn thế thôi. Hàng chính hãng Honda anh em nhá. Đây. Hơn 100. Con này hơi 100 anh em nhá. Đấy, có hệ thống lọc khí thải hết đầy đủ hết nhá. Đấy, khí thải khí tiết. À, tuần hoàn khí thải. Dễ lổ. Đấy. Mã 20 cục máy không. Cục máy không mã 20 anh em nhá. Thì cái này là máy không thôi. Anh em mua thì bên em sẽ bán cho anh em 2,5 triệu. Rồi. Tiếp theo cho anh em là con đợi chút anh em đợi chút nha.
con Suzuki GD. Đấy, con này là máy cũng rất chi là mới anh em nhé. Đấy, con này thì bây giờ bên em bán là giá 3 triệu cho anh em nhé, theo cần đạp cần số với lại chế hòa khí cho anh em luôn. Đấy, bao con này thì em thành lý lốt. Đấy, anh em nhìn cái bộ cần số này, cái cần côn này, nó rất chi là mới anh em nhé. Mã S1. Đấy, con S1 nhé. Con này bên em có mỗi con S1 GD. S1 GD. Máy rất chi là đẹp này. Hơi 125 anh em nhé. Rồi, tiếp theo em sẽ giới thiệu tiếp với anh em là con Suzuki GN. Con này giờ em bán 3 triệu theo cả chế hòa khí cho anh em nhé. Nó không mang cá đâu. Đấy, anh em này, nhìn con này là con xe bên họ cũng ăn cắp. Nhưng mà họ ấy ra con này vẫn chạy rất ngon nên họ tháo xe ra. Nên anh em lấy được con này tuyệt vời luôn. Đấy. Mã bao nhiêu? Con này mã là S2. Con S2 anh em nhé, anh em nhớ anh em xem lưu ý nhé. Thì anh em nhớ con nào con nhớ mã thì bên em sẽ chọn cho anh em đúng con như vậy luôn, là hàng ok luôn anh em nhé. S2 Suzuki GN. S2 Suzuki GN anh em nhé, giá chỉ có 3 triệu đồng thôi. Bao cả chế mới anh em nhé, em lấy cả chế mới cho anh em ấy. Thì là em thanh lý lốt cái lô bình thường em bán 4 triệu cơ. Đấy, máy nó đẹp mà. Đấy, trong cái lô này em muốn thanh lý kho mới để em nhập lô mới nó đẹp hơn. Rồi, con này là con GZ125. Đấy, cái dòng này nó cổ điển rồi. Đấy, côn tay 5 số, hàng rất chi đẹp nhá. Đấy. Có mang cá hết anh em nhá. Thì con này thanh lý cho anh em là 2 triệu 8 thôi. Đấy, 2 triệu 8 anh em nhá. Hàng vẫn chạy rất chi là ok. Bóc vào cũng được nhá. Cái đầu bò tản nhiệt nó rất chi lớn. Có chế zin theo xe à? S3 chế zin theo xe anh em nhá. Theo máy đây. Con này 23 Suzuki GZ 2,8 nha, S3 Suzuki GZ nha anh em nhá. Rồi. Tiếp theo cho anh em sẽ là con Sugar L, vẫn thế thôi. Cái giá con này là lòng gang nha anh em nhá. Màu đen. Đấy, màu đen. Đấy, giá cũng 3 triệu quay lại thôi. 3 mã triệu. S4. Mã của nó là S4 anh em nhá. Khuôn tay 5 số này. Đấy, tại anh em dọn lại chắc là sơ qua chút thôi là anh em lục. Em thấy bổ máy còn chưa bổ nha anh em nhá. Chưa bổ máy, số má rất chi là ngon. Đây. Đầu bò viết nó gần như là nguyên bản hết anh em nhá. Đấy, nguyên bản 100% anh em nhá. Đấy, anh em mua được thì alo trực tiếp cho em con lấy con này. 0364011683 anh em nhá. S4 đen Suzuki GZ. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhá. Anh em cho nút like ủng hộ kênh. Đây, con này thanh lý cho anh em là 2.500.000 đồng. Suzuki chính hãng. Smart. Suzuki Smart. Đấy, anh em lắp Viva cũng được Suzuki Smart. Đấy, cục máy không anh em nhá. Thì theo cho anh em là cần đạp cần số, máy không thôi là 2.500.000 đồng. Đây, mã con này là SM1. Đây, mã của nó đây anh nhá. Đấy, quay sơ qua bộ đầu. Rồi em quay tí đi. Đấy, Suzuki. Anh em lắp tất cả các dòng Suzuki hay dòng 4 thì nhé. Thì bên em có Suzuki GN A này, Suzuki Smart, rồi Suzuki Viva để anh em lựa chọn nhé. Đấy, thì lắp được hết anh em nhé. Bên em còn 2-3 con này thôi. Đấy, nếu anh em lấy được thì đấy, cái giá của nó chỉ là 2 triệu rưỡi thôi. Đấy, bán nhanh bán lốt để em nhập lô mới, để nó tồn cũng 1-2 tháng rồi. Em không quay được nên là tồn lại nó bán lâu mất thời gian. Đấy. Mã là SM2. SM2 anh em nhá. Suzuki Smart màu đen. Đấy, máy màu đen. Nguyên bản. Đấy. Và anh em dọn qua tí được thôi. Đấy, anh em thay thế và như không có phụ tùng bên mình, không có phụ tùng. Rồi. Tiếp theo sẽ là con Sirius nhá. Đấy, Sirius, dòng Sirius này thì là đây. Quay cho anh em xem nhé. Con Sirius này thì thanh lý lốt cho anh em là 2.500.000. 2.500.000 đồng anh em nhé. Đấy, máy cũ nhưng bao zin hết. Nhưng mà máy sẽ không kèm chế hòa khí đâu. Đấy, đây, anh em nhìn đầu bò này rất chi là ngon nhé. 2.500.000 thôi. Mã 4S. Con này con 4S anh em nhé. Đấy, anh em lấy được con này thì tuyệt vời luôn. Hàng cũng chưa bổ máy đâu. Đấy, nó nguyên trên xe đấy. Rồi. Tiếp con kia đi.
xuống thôi. Đây. Rồi tiếp theo sẽ là vẫn là con si giữa đấy đây. Mã 5m. Con này mã 5m anh em nhá. Có khi nó chỉ đi hết một đời nhông thôi. Đấy còn máy móc vẫn là nguyên bản này, anh em nhìn nhá. Máy móc nguyên bản này. Đấy, và anh em chỉ việc thay cái là ok thôi. Thay ví dụ con máy các bác hỏng thì các bác thay vách được cái là được rồi. Còn máy móc thì các bác đi nhiều đi lát thì cái dòng này nó đi rất chi là ngon bền. Con này đi ít em các bác nhá. Con này đi rất chi là ít nên là giá nó cũng máy móc cũng rất ngon. Đấy, anh em liên hệ trực tiếp hai số điện thoại nhá. Anh em vừa xem nhớ đăng ký kênh nhá. Ở tiếp. Sirius mã 5m nhá. Sirius mã 5m. Đây con tàu. Đây. Bên em còn con tàu rớt này. Giá 2,5 triệu đồng giá con kia đấy để anh em tham khảo nhá. Tàu rớt này. Đấy, hàng nguyên bản 2,5 triệu. Theo cần đạp cần số chế không có chế anh em nhá. 2,5 triệu bao ship lên cho anh em. Đây. Cái đầu bò của nó đây anh em nhé. Đấy. Hàng rất trên là đẹp luôn. Đấy. Con này về anh em tháo ấy lại thật. Đây. Còn những con ốc này nó còn chưa cả tháo ra anh em nhé. Đấy. Hàng cũng gần như là zin 100% luôn. Đấy. Và anh em thay cái 2,5 triệu thôi. Máy rất chi là ngon. Con này con bao nhiêu? Tàu rút mà. Đấy, anh em mua anh em cứ bảo con tàu rút đen này cái là bên 3T. Em. Con 3T anh em nhé. Đấy. Rồi anh 3T em. Nhá. Rồi tiếp con kia lốt đi, lốt kia. À. Mà 2T tàu rút. Đấy, con này nó gần như nguyên bản hết. Đấy, chẳng qua nó hơi bụi một chút thôi. Về anh em thay con tàu rút hoặc là ấy của anh em là được thôi. Yamaha Sirius áp được. Hoặc là anh em lắp lên con Gravita là ok. Đấy. Bò. Con này nó vẫn đang đi nha anh em nha. Đấy, chẳng qua là nó hơi bẩn một chút thôi. Đấy, anh em nhìn lưu ý. Mã 2T. Anh em mà ưng con Taurus thì alo trực tiếp cho em nha. Rồi chắc em kết thúc video tại đây. Thì bên em còn rất chi là nhiều máy mới, máy cũ để cho anh em tham khảo lựa chọn nha. Đây. Anh em nhớ đăng ký kênh nha, vào kênh bên em. Máy cúp này, máy Way này, máy Zim này. Đấy, LF130 này, con máy Long Zim này. Đấy, rất chi nhiều nhá. Bên em tầm máy mới đấy, anh em vào đăng ký kênh. Thì vào phần video ấy, bên em có rất chi nhiều máy anh em tham khảo lựa chọn nhá. Rồi, thân ái chào tất cả anh em.